Nhà đất 927 xin kính chào tất cả anh chị ha, anh chị. Hôm nay mình có đưa cái nhận vị trí tại lộ 925 với mặt tiền 88m ha. Đây có ông anh gửi bán tiếp ảnh chứ không phải là chủ gửi mình ha. Đây, đây là vị trí đất ha. Thì vị trí này thuộc xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang ha anh chị. Đây quay lại cái lộ cho anh chị xem. Đây là lộ 925 nối từ xã Tân Phước về xã Tân Long ha, ra quốc lộ 1A. Đây là vị trí đất mình đang gần bán đây anh chị. Đây. Tiền 88m ha, dùm vô trong tham quan kinh đất phía trong trước ha, mình sẽ đi coi mặt tiền ha. Đấy, đây là lò xe tải 13 tấn. Thì hiện tại trên đất này là đất có 600 thổ cư, còn là đất lâu năm. Hiện tại chủ bên phía chủ đã xin lên đã xin lên thổ cư, phân thổ cư với 1m là 6 triệu 6 660 đây gặp canh ha. Trong 660 1m. Đang xin lên hiện tại gì đang kêu bán hiện thực trạng hiện tại ha. Đây, đây là cục gành thì đây vô trong đó, đó cục gành đó có cục gành kinh tiền thì này chiều dài là hơn 30m, 33m các anh chị. Chiều dài đất chưa là 33m, mặt tiền là 88m ha. Đấy, hiện tại đất là như vậy. Hậu với mặt tiền bằng nhau luôn các anh chị. Tiền hậu với mặt tiền đậu bằng nhau đây anh. Đây, đây tới mấy chỗ đá đó là hết nha các anh chị. Chỉ ngược vào mấy anh đó. 88m luôn, giùm đi ra lọt ha, qua mấy anh chị ha anh chị. Thì vị trí này thì đầy đủ tiện nghi như có điện ba pha có nè. Rồi internet có nè, ủy ban nè, trường học nè, chợ nè, cách khoảng 300m ha, 53 đến 500m các anh chị. Hơi gần luôn. Có điện ba pha nữa. Vị trí này chúng ta phải mua về để mà đầu tư á. Đầu tư không lô bán nền này cũng rất yên luôn các anh chị. Đất ở cũng rất là yên ha. Đất tiền bự. Nó rất khá là đẹp miếng đất. Rồi chúng ta đi qua cọc canh bên kia. Gèo lại kẹt. Rất nhạt quá. Nhìn như là mấy bên bên kia anh chị, đây là mặt tiền trước ha. Tiền 88m các anh chị, hiện tại là sổ hồng ha, đất sổ hồng. Vị trí đất này là hướng đông bắc ha, đây thì có đèn đường nè các anh chị. Đấy. Thì xin nhắc lại thông tin của miếng đất này lần nữa, miếng đất này thuộc xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang với mặt tiền là 88m. Họ về vô là 30m. Về vô 30m nha. Rồi hướng đông bắc. Hiện tại có 600 thổ cư. Chỉ còn 500 thổ cư còn lại là đất cây lâu năm. Có áp dụng tu niệm cũ lấy niệm mới. Ngoài ra chúng tôi có hỗ trợ trả góp dài hạn xong lại. Ở đây ha. Ở đây. Tôi lấy nửa con kinh này anh chị. Tôi nửa con kinh này ha. Nửa con kinh đi vô. Đây. Thay theo mấy hàng gạo này. Cũng gạo đất lại gọi chơi anh chị. Đây đường đi. Chưa đi. À. Đây. Tôi nửa con kinh này nha anh chị. Nửa con kinh này luôn nha. Trong đây. Đây. Đây tới chỗ gành này, tới gành cuối đất này. Đây cái chỗ gành đó anh chị thấy không? À, chỗ chỗ gành đó. Ngược khoảng bên này. À. Thì miếng này tại chủ đang giao giá anh sách bạn mình đã bán đang giao với cái giá đó là 8 tỷ. Thường nhẹ anh chị. Với tờ hiện đây là sổ hồng.
Thì mình ở đây mình xin nhắc lại thông tin miếng này lần nữa đi. Thì miếng này thuộc xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Có mặt tiền tổng diện tích miếng này là 2.000 vuông, mặt tiền 88m, dài vô 30. Có 600 hộ cư, gọi là cây lâu năm. Tắt hướng Đông Bắc. Hướng Đông Bắc. Thì giá là chủ đang rao bán là giá 8 tỷ. Bán thực trạng giá 8 tỷ. Thương lượng chính chủ ha anh chị. Rồi mấy miếng này thích hợp anh chị về đầu tư ha, nghỉ dưỡng ha. Vị trí này thì cách các tiện ích xung quanh như ủy ban xã ở chợ thì khoảng từ 300 đến 500 mét thôi, học rồi đó. 300 500 thì Cần Thơ khoảng 20 cây số đó anh chị. Chứ này Cần Thơ khoảng 20 cây số ha. Thì video đến đây hết ha. Cảm ơn tất cả các anh chị đã xem hết video ha. Các anh chị nào có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0979953679 ha. Để liên hệ số gửi gửi nhà đất em bán ha. Em sẽ đến tiếp đó em lấy thông tin hoặc là gọi lấy hình ảnh chính xác nha anh chị. Và cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ. Đăng ký kênh nhóm cho em xin một lượt đăng ký, một lượt thông báo để nhận những video đất mới nhất từ kênh nhà đất 27 ha anh chị. Cảm ơn các anh chị ạ.